Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá Bồ Đề. Sau đây mời quý vị theo dõi cuộc tiếp xúc đầu tiên của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ với một cán bộ Cộng sản. Theo dõi cảnh tượng kinh hoàng 30 tháng 4 năm 1975. Ông chứng kiến khi Cộng sản tiến chiếm miền Nam ở thôn quê, một ngày mà ông gọi là một ngày kinh hoàng nhất trong lịch sử Việt Nam, khi luật pháp là cây AK và chuyện ân đền oán trả của một cán bộ Cộng sản. Qua phần 16 phỏng vấn đặc biệt với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Thì khi mà cha nhìn như vậy thì từ cái chỗ mà đề nghị Cộng hòa sang 30 tháng 4, cảm tưởng của cha sao? Kinh hoàng. Cái khi mà nghe tin là coi như là không còn miền Nam nữa thì Kinh hoàng, tôi nói kinh hoàng, là gì? Về cái giai tầng cao thì tôi không nói rồi. Tôi mà thấu ăn là hết tất cả những lời tôi mà ông tổng thống từ chức rồi, ông Dương Văn Minh lên nói rồi, ông Trần Văn Hương nói rồi, chức tổng thống này không phải là khăn mù so trong túi, cho tôi thâu hết trơn cái đó. Mà tôi thầy tôi có nói chuyện là chuyện chính trị là cấp cao không nói. Tôi muốn nói chuyện với ngài, tôi chứng kiến anh Việt Cộng vô thành. Anh ơi, chuyện này khó nói lắm anh ơi. Hồi xưa giờ đó, trong miền Nam mình á, hồi nãy là Việt Cộng á, nói dễ hình hình thằng răng mã tấu răng dỗ nón cối rồi mày súng rồi ngồi đậu đủ rồi, thành cái hình ảnh của thầy cũng kinh hoàng lắm, nó kinh hoàng lắm. Bây giờ tận mắt tôi thấy nó như là một bầy thú rung rừng, nó kéo rần rần vô thành, phố vào 2 tháng 5 năm 75 ở tại Vĩnh Long. Ôi, nó vừa đi nó cầm cái cờ đỏ rồi cờ xanh đỏ cờ giải phóng miền Nam đó, nó quơ rồi nó cầm súng nó bắn rầm 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 nó la hét. Tôi nói thiệt, cảnh nó đối tôi nó kinh hoàng vô cùng, kinh hoàng lắm. Dân chúng ra ngoài đường có bắn cúi nằm xuống bên, nó sợ dân chúng phản ngày ra mà súng bắn phải nằm xuống thôi. Ôi, đi nó la nó hét rồi tiếp lại sau mấy ngày sau trả thù, lúc đó chưa có được chưa luật pháp, là cái AK. Trước tiên vô cái nhà sĩ quan, nó gọi là sĩ quan ngụy đó, cướp nhà cái đã, đẩy vợ con ra cho mặc bộ quần áo thôi, nhà cửa vô nó lấy, bắn người, luật pháp chưa có mà, rồi la hét bắt meeting. Thì lúc đó tôi nhà tiến thọ, thành ra tôi phải tiếp cư ở cửa nhà thờ ra cho dân chúng vô ở trong đó, mấy cái văn phòng của cơ sở tôn giáo đó. Nhà thầy tôi lớn lắm cho nên ở đó, rồi chính cá nhân tôi là phải điều động những bà trong hội đồng công giáo lên nấu cơm nấu nước đem lại cho tiếp cư cho những người mà gọi là thành phần bị ngụy ngụy đó, bọn ngụy đó, bọn ngụy ở nơi kẻ nó in sâu rồi. Tôi kinh hoàng lắm anh ơi, kinh hoàng lắm. Cho nên thôi cái ngày mà bông lá thư tôi cho nó là một cái ngày, lịch sử năm mình không có ngày nào bằng. Lịch sử Việt Nam mà tôi mấy ngàn năm thì chắc gì sao học ngày nào bằng, Và từ đó tôi thấy rằng ấy, cái số phận dân tộc mình nó rơi vô một cái cùng bản sắc không cách gì có thể tháo được. Chỉ trừ khi nào mà lòng dân tỉnh táo lại rồi đó mới tìm ra một cách nào đó để mà tự giải thoát mình. Nhưng mà biết thằng Việt Cộng là một đánh cướp, khi nó đã cướp được rồi thì cái đầu tiên là nó phải giữ quyền. Mà đầu tiên mà giữ quyền á, muốn giữ quyền tốt á, phải nuôi bầy chó săn cho thật là huấn luyện cho đàng hoàng, nó một bộ công an, từ trên xuống dưới khắp mọi nơi, từ 2-3 người công an rồi. Thì muốn nuôi chó săn á phải cho nó ăn, mà mình nuôi không nổi thì dân chúng nuôi nó. Cái này là cha thấy sau sau cái này là cái sự suy nghiệm nhìn lại hay là lúc đó cha đã mơ hồ cảm thấy cái chuyện đó? Về sau này đó thì nó rõ hơn cái chuyện mà tôi nói chó săn chứ, là mới rõ hơn. Hồi đó mình chưa có thấy, nhưng mà sau này thì càng ngày mình thấy rõ hơn. Khi đã cướp được quyền đó thì nó bằng mọi cái nó phải giữ quyền, từ giữ quyền cho nó sinh ra chuyện ai anh nào không đổi ý là bắn rồi bỏ tù rồi triệt tiêu rồi đẩy đi cái thành phần nào đẩy nước ngoài,
đâu nhân đạo gì đâu mà cho mấy người sĩ quan ở đi ngoại quốc đi, đâu đâu có gì đâu. Lần đầu tiên mà cha tiếp xúc với lại cộng sản thì sao, cái tiếp xúc của cha như thế nào? Tôi tiếp xúc sáng là nó có cái buồn cười, tôi hỏi thật là nó có buồn cười, tôi có buồn cười nó đây là chuyện cũng lạ. Khi tôi xa đét á, thì như tôi nói anh ra thì tôi rất thân với các anh em bên phía cảnh sát, không phải thân để mà làm gì, thân để mà tôi xin cho những người nào bị cảnh sát nó bắt vô lý. Và hồi đó nó có phong trào kêu mình bắt quà tiền khó. Thứ bữa nọ có bà cụ kia phải vô nhà và văn phòng của tôi mà thấy tội nghiệp lắm, nghe nhắc là chuyện buồn cười lắm. Bà cụ là người dĩ nhiên mọi người phải giáo mà chưa tiếp xúc với linh mục bao giờ á, thì bà cụ vô nhà tôi thì bà cụ không dám ngồi ghế ngồi đất, tôi trời ơi cụ ơi cụ làm gì chết con rồi mời ghế tại cụ ngồi, tôi không dám, mà thấy ông tội nghiệp lắm. Tôi lại nắm tay cụ, tôi cụ lên ngồi đây rồi có gì nói, nói ông phó, tôi ông phó, ông cha phó mà ông phó bây giờ giờ ông giúp, bây giờ con tôi nó bị hồi chánh viên khai rồi nó bắt, bây giờ bên cảnh sát mà tối làm sao, ông phó và ơn qua nói giùm tôi một tiếng này, thì nói cái này là sau Việt Cộng á. À không, để tôi trước ra. Thì tôi hỏi tên tuổi đàng hoàng thôi, rồi thế là cụ được về đi, rồi con sẽ qua con nói chuyện, nếu có gì thì ngày mai mốt cụ lên đây thì cô cho biết kết quả. Qua tôi nói thiếu tá đạt ơi, đó trộm vậy vậy cho anh coi, nếu mà có tội giải nó đi, nếu nó không có tội thật, còn mà không thì anh thay cho ta làm phước. Không ngờ người đó lại là cái người về sau này tôi gặp, người ta làm tỉnh ủy ở Vĩnh Long, chủ tịch ban quân quản. Thành ra khi mà cổng vô rồi tới mùng 5 tháng 5 đó thì nó kêu mấy ông giám mục, mấy ông lãnh đạo tôn giáo đi họp. Thì tôi xuống nói với một thằng ông đức cha ông đi, bởi cảnh là hỗn quan hỗn quân tụi nó ghê gớm, tụi nó như là bầy thú trong rừng, nó biết gì mà để giám mục đi. Tôi nói đức cha giống cái chén cùi kiểu cái con gì miếng dùa, nó đập bể miếng dùa sao đập chết kiểu không được. Đức cha viết câu cái thơ, tôi cầm cái thơ đó tôi đi vô tòa hành chánh, tôi thu xếp để giám mục tôi gặp. Thì cái chuyện vô gặp thì đưa tôi vô phòng phó hình thương, thì một anh kia mặc đồ pyjama, anh ra anh ngồi anh tiếp tôi, anh ngồi cái điệu rồi điệu nước lũng ra giờ nặng rồi nè, bỏ cái chân lên ghế đó nói chuyện. Anh hỏi tôi nói tôi là Nguyễn Hữu Lễ. Nó ủa vậy hồi trước anh ở Sa Đéc phải không? Tôi chết cha rồi, mẹ chết mình rồi. Hỏi tôi lúc tôi ở Sa Đéc, ôi vậy anh là ân nhân của tôi đấy. Tôi nói ủa anh nói tôi chẳng hiểu gì cả, tôi chẳng hiểu, tôi chỉ cảm thấy ông đúng. Hồi tiếng anh xin tôi ra khỏi cái cảnh sát Sa Đéc. Tôi nói không, tôi không xin ai đó. Thật là tôi xin ai, tôi chỉ nói rằng nếu người ta có tội thì đưa ta cấp trên, còn không có tội thả ta thì không được bắt giữ để mà làm tiền. Tôi không nhớ anh đâu, tôi nói vậy. Nói nhiều tôi nhắc vô này anh nhớ. Thì khi đó khi tôi được về thì mẹ tôi đến nhà anh, văn phòng anh, đưa anh cái phong bì. Thì anh nói này nè, con không xin người về tiền, thấy chưa? Nếu mà con cụ được về thì con mừng cho cụ, nhưng mà thôi con không lấy gì cả, con làm gì không có gì tiền đâu. Cái thì bà cụ không chịu về. Cuối cùng bà cụ nói bây giờ ông phó, bây giờ ông khó không lấy thì không về. Nói không, nếu cụ này thì giờ con xin cụ một con vịt để con nấu một cháo, và mời mấy anh em qua đây dọn chơi cho con bữa coi sẽ biết ơn. Thì đâu ngày sau mà cụ xét con dịch vô, trời ơi nó kêu cạp cạp, tôi mắc cỡ muốn chết, giống như tôi đi ăn khối lộ con dịch không bằng, tôi nhớ đó. Anh hỏi anh có nhớ cái vụ má tôi đi vô, mẹ tôi đi, anh không lấy tiền đi xin con dịch đúng, nhớ rồi nhớ đó. Tôi anh ta là tôi là một thanh nhân là tên trong cách mạng gọi mà gì không gọi, tôi là gì tiếp xúc đầu tiên đó. May mắn giờ đó tôi lỡ đầu cho được bao nhiêu linh mục sợ ở nơi. Sợ lắm anh ơi, các linh mục tôi ông đọc mấy mặt tái mét hết, không ai biết gì xảy ra hết. Luật pháp lúc đó là cái AK, luật pháp là cái AK, lần bạn nó bắn, lần bạn nó bắt. Thành ra tôi mới nói giờ, nó hỏi giờ anh, tôi giúp anh gì, tôi nói giờ thứ nhất
tôi xin anh thu xếp buổi tiếp tân đàng hoàng tử tế cho giám mục tôi đến đây để mà anh giữ chính sách của cách mạng, đừng có đi về nhục mà không được. Thứ gì là anh cho tôi cái giấy giới thiệu. Thì tôi hỏi thì anh viết đi, thì họ không biết chữ. Tôi viết là chứng nhận lên bộ hữu lễ nhận giám mục được quyền đi lại trong bốn tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Sa Đéc, Bến Tre trong thành phần giáo vụ, yêu cầu các cơ quan chính quyền dành mọi sự dễ dàng cho đương sự. Mình biết cái tờ giấy lúc đó bằng hơn là để 1 tỷ bạc của anh trúng số ngày mai rồi nữa. Rồi mạng sống anh đó. Thì tôi đi về thì thấy ông linh mục khác nghe mừng quá. Dạ ấy đến xin. Tôi nhớ là 29 linh mục khác. Tôi tự nhiên cha lễ này lên ngôi. Mẹ tự nhiên mình khóc căng bây giờ lên ngôi. Hãy nấy, ông cha lễ ra giúp tôi. Tôi đã vô lại thì nói thôi giờ. Anh đánh máy đi. Anh điền hết tên vô đi. Tôi ký mà đứa nào mà có con dấu không mọc đó là quý, không cần giấy tờ anh có mọc là anh coi như anh sống rồi. Thì tôi xin cái mọc đó cho mấy ông cha. Đó là cái may mắn tiếp xúc đầu tiên với người cộng sản.